Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên. Và nếu có thể nói, bạn của năm 2025 sẽ nói gì với bạn của bây giờ? Đây là trải bài chung. Mình hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực và cởi mở nhất. Và mình chỉ nói theo những điều cần nói, chứ không phải nói theo những điều bạn muốn nghe. Xin kết nối năng lượng cùng các bạn và trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Đầu tiên, chúng ta có lá bài gậy. Và lá bài thứ hai, các bạn sẽ có lá bài vòng xe may mắn nhưng ra ngược. Và lá bài cuối cùng, các bạn sẽ có lá bài thuộc bộ ly, đó chính là 8 ly. Và sau đây mình xin giải thích trải bài cho các bạn. Lá bài 7 gậy này đại diện cho năng lượng bạn mong muốn. Bạn phải nên ngừng lại ở thời điểm hiện tại, bởi vì bạn cảm thấy bản thân của mình đã có những hiểu lầm xảy ra trong mối quan hệ. Nó khiến cho bạn rất là mệt mỏi ở giai đoạn này. Bạn ước gì hồi lúc đó đó, mình đừng có cạnh tranh với ai hết, mình đừng có so sánh mình với ai hết. Bởi vì cái điều đó đã khiến cho bạn bị tổn thương và cảm thấy mình rất kém cỏi ở hiện tại. Bạn cảm thấy là những cái thách thức mà bạn phải đối mặt, bạn chóng ngợp với tất cả mọi thứ luôn. Giống như mọi người xung quanh là ai cũng chỉ trích và phán xét bạn hết trơn á. Tất cả mọi người đều đặt câu hỏi về cái quyết định của bạn, bạn thấy chóng ngợp với phán quyết của họ. Và bạn đáng lẽ mình không có nên bất hạnh để chạy trốn một vấn đề này. Tại sao mình từ bỏ ý muốn của mình? Mình sống là mình, tại sao mình lại cho người khác điều khiển mình? Bởi chính cái quan điểm, bởi cái suy nghĩ của người khác. Nếu như là bạn ở thời điểm hiện tại và bạn ở tương lai, bạn mong là bạn phải biết rằng mình phải tự tin vào chính mình. Mình biết mình là cái gì, mình biết mình là ai. Trước khi mình để cho người khác điều khiển mình trong cuộc sống, tất cả nó khiến cho bạn cần phải bảo vệ bản thân của mình hơn, chứ không phải để cho người ta làm tổn hại mình từ các mối quan hệ bằng nhiều cách khác nhau. Và nếu như lúc này bạn ở tương lai khuyên rằng bạn phải gạt bỏ những cái lo lắng hết đi, tại sao mình ngu quá vậy, mình lại phủ nhận hết tất cả cái đau khổ người ta gây ra cho mình. Mình không chịu khai cái sự thật, mình biết nó là như vậy rồi, mình cứ cố tìm lý do chính đáng để mình hợp lý là cái người đó sẽ trở lại bên mình. Tại sao mình cứ tạo ra những cái ảo tưởng chi vậy ta? Chính cái ảo tưởng làm cho mình khó khăn, mình tổn thương. Và đến tận bây giờ, năm 2025, bạn mới thấy là thực sự nó ảnh hưởng đến bạn rất là nhiều. Bây giờ bạn mới thấy là gia đình bạn bè của mình đó, ai cũng thấy là mình bị mù quáng trong tình cảm. Họ nỗ lực khuyên bảo vệ bạn, nhưng bạn lại từ chối. Lúc đó bạn xem người ta là tại sao chú mũi vào câu chuyện của mình vậy? Nhưng bây giờ sau 2 năm, bạn ở tương lai đã thấy rằng họ muốn bảo vệ mình thôi, bởi vì họ thấy mình đi suy sụp tinh thần rất là nhiều. Phải chi lúc đó bạn tin theo trực giác của mình, tin vào cái lập trường của mình, chắc chắn mình sẽ biết bảo vệ bản thân của mình hơn, chứ không phải mình bị lung lay vị trí, bị người ta xem thường như vậy. Đây là cái điều bạn rất là buồn. Nếu như mà có thời gian quay trở lại thì bạn sẽ thay đổi nó, bạn sẽ dừng cái việc này. Bạn biết lấy cái sự tự tin của chính bạn, bạn trở lại một cách mạnh mẽ nhất, biết mình ở đâu và vị trí mình ở chỗ nào. Lá bài tiếp theo là đại diện cho năng lượng bạn ở tương lai muốn khuyên cho bạn ở hiện tại là gì. Ở đây chúng ta có bánh xe may mắn mà ra ngược. Đây là cái điều mà bạn ước rằng ngay cái thời điểm hiện tại bạn có thể bắt đầu lại với theo năng lượng của lá bài. Là lúc mà bạn cảm thấy rằng mọi chuyện đã xảy ra đối với mình, chính là mình không chịu đứng về phía bản thân của mình. Những điều xui xẻo đang theo đuổi chính bản thân của mình là do mình không hiểu vị trí của mình. Bạn để cho những tác động bên ngoài làm cho mình không kiểm soát được vận may và số phận của bạn, lại để vô tay người ta, để cho mối tình yêu, để cho người yêu cũ của bạn nó điều khiển. Mình sống trong ảo tưởng là mình có khả năng kiểm soát được mọi chuyện. Mình không thấy cái bài học, mình không chịu buông bỏ, buông xả cái gì hết.
Mình sống bằng cái ảo tưởng, mình sống trong đau khổ, tự trách mình. Bởi vì mình tự cho là người ta tốt, tự cho là người ta đàng hoàng, tự cho là người ta sẽ quay lại. Bản thân của bạn đánh mất mình quá nhiều. Bạn ước là nếu như bạn có thể quay trở lại thời điểm này, bạn sẽ thay đổi tình hình. Bạn học cách đón nhận, cũng như học cách tha thứ cho chính mình và biết thương mình hơn. Biết cho mình thấy những cái bài học để mình tiếp tục tiến về phía trước. Chứ không phải là cảm giác chấp nhận sống trong đau, khổ, tổn thương tự do mình nghĩ ra thôi. Đây là mình ước là mình có một cái chu kỳ mới để mình thấy là mình xứng đáng có được một mối quan hệ tình yêu. Chứ ta không có sống mãi trong cái mối quan hệ mà kiểm soát, cố gắng, tự mình ảo tưởng, tự mình suy diễn là người ta tốt để mình chờ đợi. Và bạn của tương lai đã muốn bạn phải thay đổi. Bởi vì bạn không thể chiều theo ý muốn của một người. Cuộc sống của bạn bị cản trở rất là nhiều. Bạn không làm gì được hết bởi vì bạn bị lệ thuộc cảm xúc vào người kia. Cái mối quan hệ của bạn khiến cho bạn phải chấp nhận trong sự kiên nhẫn đau khổ bởi sự kiểm soát sống theo cảm xúc vui buồn của họ. Bạn bị khắt khe trong mối quan hệ rất là nhiều, chẳng hề có cuộc sống lãng mạn. Bạn tự nghĩ là cái thời gian phía trước lãng mạn để bạn giải quyết tất cả mọi vấn đề mập mờ, không có rõ ràng. Bạn ước rằng nếu mình có thể buông bỏ, mình bắt đầu một cái chu kỳ mới, mình tái sinh, mình sống một cuộc đời khác. Bởi vì đời lên voi xuống chó là chuyện thường tình, tại sao chúng ta lại chọn sống trong đau khổ? Chúng ta có thể thay đổi chính vận mệnh của mình mà. Bởi vì cuộc đời là một cái vòng quay có tốt có xấu, nếu như chúng ta đón nhận nó, có thể trong tình huống tồi tệ nhất, nhưng mà cuối cùng bạn hiểu được rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp thôi. Chính cái sự thay đổi, chính cái khó khăn đó, chính là cái việc bạn trưởng thành hơn. Mình chính là cái chủ nhân của vận may và số phận của chính mình. Và lá bài 8 ly đại diện cho cái thứ mà ở tương lai bạn mong muốn mình ở hiện tại phải tiếp tục thực hiện cái vấn đề này. Thì có lá bài 8 ly đại diện cho năng lượng tiếp tục cần phải phát huy là gì. Các bạn nhìn thấy cái hình ảnh cô gái rời xa một chiếc ly đi về một vùng đất mới. Bởi vì bạn ở tương lai thấy được rằng bạn nên phải mạnh mẽ hơn, bởi vì bạn quá mệt mỏi với những chiếc cốc. Bạn dành thời gian để bạn tập trung năng lượng mình vào đó. Tất cả mọi thứ nó đổ bể hết trơn rồi. Bạn ước là cái thời điểm đó mình có thể đi tìm cái mục đích cao cả hơn so với cái việc buồn chán và bất hạnh ở hiện tại. Bởi vì cuộc sống ở hiện tại bạn không có vui gì hết, không có thú vị, cũng không thỏa mãn như bạn nghĩ luôn. Nếu như lúc đó bạn biết tiếp tục đi tìm kiếm cái sự phấn khích, những cái vùng đất mới, có thể nói những thử thách đó, có thể sự trống rỗng hoàn toàn chiếm lấy bạn. Bạn buồn, bạn nhớ người ta dữ lắm. Nhưng mà rồi sao? Tất cả mọi thứ bạn cần phải tiến lên, bạn phải sẵn sàng tách mình ra nơi đau khổ, nơi tổn thương. Mình phải cải thiện, nỗ lực bản thân nhiều hơn để mình trưởng thành. Tại vì người ta đâu có đồng hành với bạn đâu, dù bạn có muốn đi chăng nữa cũng không được gì hết. Bạn mãi mãi chỉ là người dưng nếu như bạn không được sự thừa nhận từ người ta, sự thừa nhận trong mối quan hệ. Bạn không có được thương thì sao bạn có danh có phận. Rồi bạn thấy là nếu như lúc đó mình có mệt mỏi, những cái thứ trần tục đừng kéo mình xuống nữa. Bạn hiểu là nếu như bạn tiếp tục phải quyết tâm rời bỏ mối quan hệ không hạnh phúc này, nếu như lúc đó bạn cảm chút thời gian ra, mình tự hỏi là mối quan hệ này có phải là mối quan hệ thực sự xứng đáng và người ta có thương bạn không? Tại sao mình cứ sống làm chiều lòng người ta làm chi vậy? Đây là lúc bạn tự tưởng tượng cái hạnh phúc là do chính bạn nghĩ ra thôi. Cái hành trình của tương lai mong bạn là có thể trở lại chính mình. Bạn thấy là mình sống theo cảm xúc người ta, bạn có mệt mỏi không? Bây giờ là phải công bằng cho chính bạn nữa, chứ không phải là công bằng cho người ta. Điều cần nhất là
bạn phải tiếp tục can đảm để thành thật nhìn vào bên trong, đặt những câu hỏi là mối quan hệ này có xứng đáng hay không và họ có thương bạn hay không. Đây là lúc bạn phải bước ra khỏi mối quan hệ mà người ta không thương mình. Mối quan hệ chỉ có một chiều. Chắc chắn bạn phải thoát ly ra thực tế, đi tìm cái hạnh phúc cho chính mình. Và trên đây là những lời của bạn ở tương lai gửi đến bạn ở hiện tại. Và mình mong là qua cái trải bài này các bạn hiểu được là các bạn đang sống trong cái sự ảo tưởng của chính mình mà thôi. Đây là lúc bạn phải đến cho cái đũa phép của vũ trụ, cái vòng quay may mắn, nó đưa bạn trở lại cuộc sống bình thường. Đời thì có những cái xấu, cái tốt các bạn, nhưng mà nó sẽ có chu kỳ. Hai đổi bánh xe lưng hồi nó vẫn chạy. Mọi thứ nó đều có cho mình phát triển. Không ai khổ hoài mà cũng không ai sướng hoài. Sẽ có một người xứng đáng chờ bạn ở một chu kỳ khác. Hy vọng là các bạn phải thấy được cái trí tuệ và sự hiểu biết về bản thân của mình. Đây là lúc bạn phải mạnh mẽ đứng dậy. Đừng cứ để cho những thế lực chi phối thay đổi cái vận mệnh và số phận của bạn ha. Mình mong là các bạn sẽ thay đổi, bởi vì không ai thoát khỏi được cái vòng quay luân hồi hết các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những trái bài lần sau. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.